Xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Trưa hôm nay em đang ở tại thực địa ngay thôn Phú Vinh của xã Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Nha Trang. Hôm nay muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị ba lô đất thổ cư phía sau lưng em, nằm trên đường ô tô rộng 3,5 m 4 m. Ba lô đất này là với giá bán là chỉ từ 14,1 triệu cho 1 m² thôi, chạy ra là chỉ từ 1 tỷ 115 triệu cho một lô, cả hai lô thường và một lô gốc phía sau lưng em. Thì từ vị trí của em đang đứng đây á, cách ra ngay đường 23 tháng 10 á, là tầm 500 m, cách về ngay trung tâm thành phố Nha Trang của mình ngay mé vòng á, là tầm 4 km đường ô tô, và cách về ngay mé vòng là 4 km. Thì từ vị trí của bài lô đất này á, cách ra tới đụng biển á, là chỉ tầm khoảng 6 km đường ô tô thôi, rất là đẹp. 100 đất là 100% thổ cư luôn. Đó, thì để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn về ba lô đất này á, thì em sẽ quay trực tiếp từ đường 23 tháng 10. Em đi vào đây và em quay review xung quanh luôn. Và tím sẽ bay thêm vài hình ảnh là kem trên cao để mình xem thêm nha. Đây anh chị, hiện tại là em đang ở chỗ ngay khúc km số 4, chỗ ngay Bến Thạnh, đường 23 tháng 10. Cụ thể là chỗ hẻm đường Bệnh viện Giao thông Vận tải Nha Trang, quầy thuốc Thành Đô. Rồi từ đây em sẽ đi trực tiếp vào trong lô đất để quý cô chú anh chị xem. Đây, khúc này là bệnh gọi là bệnh viện giao thông vận tải. Từ vị trí này chạy vào lô đất là tầm 500 m đường ô tô. Em sẽ đi thực tế trực tiếp để quý cô chú anh chị cảm quan hai bên về đường xá được dễ hơn. Rồi qua bên đường rầy đây, cụ về đó. Khu vực này là trung tâm của thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh. Hai bên đường hầu như quỹ đất là nhà dân ở rất là nhiều. Hiện tại là đây là xã đang đổ đường mới luôn. Đường hiện trạng là đường 5 m á, xã bây giờ đang đổ bê tông lại nè anh chị. Đó, đường chính nè, đang đổ bê tông làm lại. Rất là đẹp luôn, khu vực này là hầu như là dân cư ở rất là nhiều nè. Đó. Hiện tại là do em đi xe máy em lái một tay em cầm cho nên là điện thoại hơi lắc một tí, anh chị có gì anh chị thông cảm. Rồi từ đây mình cua vào đó, đường ô tô vào tận nơi luôn chị. Hiện tại đây là đường vào đây là đường khoảng tầm 3 m 3 m rưỡi. Thì đối với những xe ô tô 4 chỗ 5 chỗ thì vẫn vào được. Đó. Khu vực này là hiện tại xây nhà rất là nhiều, hầu như là hai bên đường là dân cư ở hết rồi anh chị ạ. Đó, ra tới đây là đường rộng hơn, đường tầm 3 m rưỡi. Đoạn hồi nãy thì có tầm 3 m, đoạn này 3 m rưỡi nè anh chị. 3 m rưỡi, 4 m gì đó. Rồi, tới đây là tới vị trí ba lô đất này. Hôm nay Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi nè. Rất là đẹp luôn, ngay trung tâm, ngay khu dân cư. Đây anh chị, đây là hướng mà hồi nãy em đã đi vào đây. Và đây là ba lô đất là ngày hôm nay em Tâm sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị ngay khu vực dân cư. Rồi em sẽ quay một vòng để quý cô chú anh chị xem này. Đường vào là đường bê tông, hiện tại là rộng 3,5 m 4 m ngay khu dân cư. Đó, hiện tại là rất là nhiều nhà xây hai tầng khu vực này, những nhà mới xây rất là đẹp, dân cư đã ở nhiều rồi. Đây là trung tâm của thôn Phú Vinh. Thì đây là lô đất đầu tiên em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. Từ đây nè, tại vì cái lô này là chủ người ta mua lâu rồi cho nên là cái ranh đó thì nó hơi bị mờ đi. Đây là hàng gạch nè anh chị. Từ đây hàng gạch này, ba lô này đều hướng tây nam nha anh chị. Đó, từ ngay cái cây em tay của em cái hàng gạch này kéo ngang qua đây là 7 m nè, có cái trụ đây 7 m và dài ra tới phía sau. Đó, dài ra tới phía sau kia luôn á, tới cái trụ đỏ kìa. Tới cái trụ đỏ đó là ngang 15,5 m. Trước sau là đều 7 m luôn. Lô này là với một lô mà ngang 7 m mặt tiền như thế này thì xây nhà cực kỳ đẹp. Lô này tổng diện tích là 106,9 m², ngang 7 m, dài 15,5 m, với giá bán là
14.100.000 thì em nhân ra là thành 1.507.000.000 cho lô đất này hướng Tây Nam. Đó, đất trống bằng phẳng rất đẹp, thì hiện tại là trên đất anh chị cũng thấy là đất trống chưa có ngỡ, thì người dân ở xung quanh thì người ta tận dụng nè, phơi quần áo hoặc là chim thôi, còn khi mà mình mua mình rào lại thì không ảnh hưởng gì hết. Hàng gạch cũ vẫn còn nè anh chị à, nó chẳng qua là do cái thời gian thì nó bị mờ mờ thôi. Đó, trụ ranh vẫn còn. Đó, trụ đây, trụ ranh vẫn còn, ghép phía sau anh đó anh chị, thẳng cái tay của em là ngang 15m5 tới cái trụ kia. Đó, quý cô chú anh chị mà mua thì chủ họ sẽ đóng cái trụ mới là cho mình, cho nên là quý cô chú anh chị an tâm. Đây là lô đầu tiên, 106m, ngang 7m, dài 15,5, trước sau là đều 7m luôn. Giá là 1.507.000.000. Em chia ra là giá chỉ có 14.100.000 cho 1m2 thôi. Và trong ba lô em giới thiệu thì đây là lô đẹp nhất, có thể là lô gốc thì lúc nào cũng đẹp rồi đúng không ạ? Thì lô gốc này là có tổng diện tích là 100m2 nè. 100m2 thì cũng dài là 15,5m. Phía sau á, nó hậu phía sau á là hậu của nó là 6m rưỡi, và phía trước á là 4m rưỡi, tới đây 4m rưỡi, và vạt ngang đây là 2m. Thì anh chị cũng biết là lô gốc á thì lúc nào là cũng phải vạt cái gốc để xe cộ lưu thông nè, đường ô tô cua vào được. Đối với ba lô này là đường ô tô vào tận nơi luôn anh chị. Đó, lô gốc này là 100m. Lô gốc thì giá cao hơn một tí, với giá bán là 14.500.000. Thì cho 100m2 thì chạy ra là 1.450.000.000. Một mặt tiền đường chính là đường rộng tầm 4m, 3m rưỡi, 4m, và đường bên hông là đường 3m, căn góc thoáng mát luôn. Thì mặt chính á, mặt chính là hướng Tây Nam, và mặt bên hông đây là hướng, mặt bên hông là sẽ là hướng Đông Nam. Hướng chính là hướng Tây Nam và bên hông là hướng Đông Nam. Đó, vuông vức trước sau rất là đẹp luôn anh chị. Đất bằng phẳng luôn, ngay khu vực dân cư. Đó, xung quanh anh chị thấy là nhà này đang xây ở rất là nhiều nè, rất là đẹp luôn. Đó, cũng cọc ranh rõ ràng luôn. Đó, em sẽ đi ra phía sau để anh chị coi cái lô 106m và cái lô 100m này á, là hai lô này là nằm cạnh nhau. Lô bên kia là ngang 7m, lô này là phía sau ngang 6m rưỡi, và phía trước là cũng 6m rưỡi, nhưng mà nó vẹt góc một tí, cái phần ngang á là 4m rưỡi, và vẹt qua đây á, là 2m. Đó, đất bằng phẳng với mặt tiền đường luôn, rất là đẹp. Đó, cọc đây anh chị, cọc này là giống thẳng qua đây nè. Đó, giống thẳng qua tới đây là 6m rưỡi, ngay cái chỗ cái góc gạch đây là 6m rưỡi của lô gốc, và qua tới kia là của cái lô 106m2, rất là đẹp. Đó, để em đứng xa xa như thế này để anh chị xem nè, quan sát hình dung nè, lô gốc cực kỳ đẹp. Nói chung là hai lô này rất là đẹp, tại vì một đối với cái lô bên kia nó không phải là lô gốc, nhưng mà một lô anh chị có hình dung là ngang 7m mặt tiền, thì khi xây nhà lên cực kỳ đẹp luôn. Và lô gốc này cũng thoáng nè, lô gốc này là 6m rưỡi, lấy gió hai hướng. Đó, xung quanh là cái đường bên hông nè, em sẽ quay bên hông rồi tí em sẽ quay cái lô kia sau. Đó, xung quanh đây là nhà mới xây hết nè anh chị, rất là đẹp. Anh chị nào mà có theo dõi kênh YouTube của em á, thì cũng biết á, là năm ngói á, là em đã bán một lô ở đây á, là giá 13.800.000 rồi. Lô này 100m nè, năm ngói là giá 13.800.000 là em cũng có quay review rồi, thì nằm trên đường 3m. Thì hai lô, ba lô phía trước mặt tiền đường này á, thì giờ chủ họ còn họ bán cái giá chạy ra chỉ từ 14.100.000 cho 1m2, thì giá cũng rất là tốt, đều giấy tờ theo phí. Và đặc biệt ba lô này là 100% đất thổ cư hết luôn anh chị. Đó, cái này là em đang ở đường nhỏ nè, và ba lô nó nằm trên mặt chơi đường chính cắt ngang, đường hiện tại là đường rộng 3m rưỡi, 4m, ô tô chạy thoải mái luôn. Đó, còn quý cô chú anh chị này mà có điều kiện thì làm luôn một cặp này á, thì ngang mặt tiền được khoảng tầm 13m rưỡi, đúng rồi, nếu mà làm một cặp luôn thì ngang mặt tiền 13m rưỡi, thì xây một cái nhà vườn cũng rất là tuyệt vời. Diện tích hai lô cộng lại thì hơn 200m2. Đó, đất bằng phẳng rất là đẹp luôn. Xung quanh thì anh chị cũng thấy là đường đi vào là dân cư ở rất là nhiều. Rồi, tiếp tới đây thì cái lô này là rẻ nhất, 79,1m2. Đó, xung quanh anh chị thấy là xây nhà. Đi đường bê tông xuống đây một khúc nữa là đường cục, và sau một tí là đường cục nè anh chị. Đó, thẳng vào đó là nhà người dân rồi, đường cục luôn. Ở đây là nhiều nhà xây, người ta đã đón ăn Tết luôn nè, nhà 2 tầng. Rồi, cái lô đây, đây là lô thứ ba. Lô thứ ba ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý chị, cô chú anh chị là
tổng diện tích là 79,1 mét vuông ngang mặt tiền từ đây này, quay tới bên đây, quay tới đành chỗ ngay đây là 6m35. Lô này là ngang mặt tiền 6m35 và hậu là 5m8, hơi top tí, 5m35. Phía trước là ngang 6,35m và hậu phía sau là 5,8m và dài là 13,4m, là chiều dài từ đây anh chị, từ ranh này là đụng sát cái vách tường của nhà kia luôn đó, từ đây là đụng sát cái vách tường phía sau là 13,4m. Lô này là cũng với giá bán là 14.100.000, thì em nhân đơn giá là 1 tỷ, rơi vào khoảng là 1 tỷ 115 triệu. Đối với nó thì nó hơi tấp hậu xíu, nhưng mà đất Bình Thạnh mà gần trung tâm Nha Trang, với một cái lô 1 tỷ 100 triệu mà đường ô tô như thế này, full thổ cư, sổ hồng đầy đủ, thì cũng là một lựa chọn rất là thích, phù hợp cho quý cô chú anh chị nào tài chính thấp muốn mua đất để xây nhà gần trung tâm thành phố. Đó, ba lô em giới thiệu tới quý cô chú anh chị ngày hôm nay nè, hai lô liền kề nhau. Đó, một lô phía ngoài, lô đầu tiên phía ngoài vào là 106m. Rồi tiếp tới là một lô góc 100m. Và bên đây là một lô 79,1m. Có 3 lô với diện tích khác nhau và chỉ từ là 1 tỷ 115 triệu cho một lô, phù hợp cho quý cô chú anh chị lựa chọn luôn. Nếu mà quý cô chú anh chị nào tài chính nhiều thì có thể lựa lô lớn hoặc là lô gốc. Còn cô chú anh chị nào mà cái tài chính thấp hơn một tí, muốn xây một cái nhà đỡ để làm việc ở trung tâm thành phố Nha Trang, đi lại thuận tiện cho gần, thì ba lô này là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Đó, xung quanh thì anh chị thấy thực tế luôn, toàn nhà mới xây 2 tầng rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Đó, rồi để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn á, thì em sẽ bay một vòng live cam trên cao tổng quát khu vực này để quý cô chú anh chị cảm quan về khu vực được dễ hơn nha. Đây anh chị, với góc bay live cam này em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của ba lô đất để từ trên cao nhìn xuống, quý cô chú anh chị có thể là nhìn cảm quan về tổng quát khu vực trên cao xuống được dễ hơn. Thì trên cao nhìn xuống anh chị thấy là đây là khu vực xung quanh, đây là có rất là nhiều nhà mới xây rất là đẹp, nhiều nhà 2 tầng, đường ô tô, đất vuông vức trước sau sạch đẹp. Đặc biệt là khu vực xung quanh bán kính lô đất của mình là không lỗi nè, không dính mộ. Có những căn nhà 2 tầng, 3 tầng, khu vực này rất là đẹp. Đó, hầu như quỹ đất ở đây là dân cư ở hết rồi anh chị à. Chỉ còn trống vài lô thôi. Rất là đẹp luôn. Phù hợp để làm nhà vườn nè, phù hợp cho quý cô chú anh chị xây nhà ở gần trung tâm thành phố Nha Trang, rất là thuận tiện. Đó, đất vuông vức rất là đẹp luôn anh chị. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh và cũng như là bay vài hình ảnh là cam trên cao, thì rất nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về vẻ đẹp mà ba lô đất ngày hôm nay em tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi, đúng mà. Với bán kính cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 4 km, đường ô tô mà chỉ từ là 1 tỷ 115 triệu cho một lô, thì ba lô này là rất là lựa chọn tuyệt vời cho quý cô chú anh chị mà muốn xây nhà ở, muốn gần trung tâm Nha Trang, muốn đi lại thuận tiện, thì ba lô đất này rất là tuyệt vời. Đó, quý cô chú anh chị này có quan tâm tới ba lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm xin mời anh chị đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.